Bây giờ thì chúng ta đã hết phần rồi. Quay trở lại với sân vận động Phú Cát thị trấn Hoàn Du, tỉnh Thanh Hóa. Tiếp tục theo dõi trận đấu thứ hai. Trận đấu giữa cũng là trận đấu đầu tiên của đội tuyển Bảo Vệ. Kèm dây sao vàng. Ở trong trang phục áo vàng quần đen trên cái lưới là cầu thủ tiền Mỹ Anh Hà Tĩnh đến từ Hà Tĩnh. Và đây là những diễn biến của Séc Hải. Ở bên ngoài thì xuất viện vẫn tiếp tục cái đồng mặc dù đã thi đấu rất số hay rồi. Số 1 là thầy giáo Ánh, một trong những rất lạnh cầu thủ của thầy giáo Ánh. Thầy giáo Ánh đi hai đôi giày màu trắng, còn đây là Bùi Văn Cương xuyên chặt cầu thủ Mỹ Anh, điểm 1-0. Thêm một pha xử lý trước và trọng tài Bùi Văn Cương ở bên lớn vẫn có một khe hở để dành cho chàng trai trẻ. Cú đấu này giày rất đẹp mọi người. Kiếu được điểm số đầu tiên và giày đẹp trai hơn như là quả đồng ý hay là thầy giáo Anh rất đẹp. Tốt của cầu thủ Mỹ Anh, số được sân bằng là một đều. Bóng tốt người như điểm là sát hại một đều. Thạch Thành thích rất lạnh mọi người. Kiếu được tiếp vời của sân này. Lạnh lắm luôn đấy. Ba bốn năm tiếng xem đã tính ra đi rồi. Mọi người hãy cho bạn xin một like nha. Bóng kiếm được một điểm số, ít nhất là một điểm số. Trong này chúng ta sẽ có một trận đấu nữa. Này. Ba hai rồi. Vương Cương. Bùi Văn Cương đập chắn cầu thủ của anh ra ngoài, điểm số được san bằng là 3-0. Bóng là quá mạnh của đến từ vị trí của Vương Cương và đã đi ra ngoài. 3-0. Điểm số lên trái của Vương Cương. Anh này san bằng của Bùi Văn Cương. Bóng ngoài sân, bốn ba thủ Mỹ Anh. Ở thời điểm đầu thì Mỹ Anh cũng rất sòng phẳng với đối thủ, nhưng qua điểm số 15 thì họ lại tỏ ra hụt hơi. Bây giờ chúng ta sẽ thấy được đã gây rất nhiều khó khăn và bây giờ sẽ là cơ hội để tổ chức phản công. Ba ba hay của cầu thủ Bùi Văn Cương, câu trả lời không được. Rồi thì Bùi Văn Cương đã phá được bóng chưa thành công. Điểm số nâng lên 5-3 cho cầu thủ tiền Mỹ Anh Hà Tĩnh. Tiếp tục là pha phạt bóng của Đinh Văn Phương. Tốt, bóng trong sân. Điểm số đang nâng lên 6-3. Bóng ở trong sân rất nhiều lực. 6-3. Vẫn còn uy lực của Bùi Văn Cương số được tính toán còn 5-6 cho thủ về sau mà Bùi Văn Cương 5-6. Khoảng cách 3 điểm, bây giờ chỉ còn lại 1 pháo thôi. Cho bạn cách lễ nha, chạy tất cả các trai đây, bạn ơi. Tất cả các trai nha. Đang nói chuyện với đâu, cậu Huỳnh, cần phải cắt ngay. Xử lý ngay, tuy nhiên có thể, đã điều tập trung. Đó là quả trọng nghĩa, vẫn còn. Phòng thay đang giữ sự công hiến. Còn chúng ta đang giữ sự công hiến. Vẫn còn. Còn trọng nghĩa. Còn trọng nghĩa. Vẫn còn, mọi người ơi. Tiếp tục là cậu Huỳnh, đưa ra cho anh đứa bỏ thêm đứa. Không được, bàn bóng của Đinh Văn Phương chưa vượt qua được bàn chắn của Lê Thông Vàng. Bóng trọng tài, điểm số đã thuộc về cầu
thủ Mỹ Anh. Giành thủ quá hay. 7 năm. Em có điểm hơn. Điểm tốt của Đào Xuyên Việt. 6-7. Đi vào đồ quá chứ thật. Bước 1 tốt của Đức Hoàng. Điểm hết. Cầu thủ tốt, cầu thủ dành hàng ba. Cầu thủ tuyệt vời, cầu thủ Lý Anh, đó Đinh Văn Phương. Đá bóng tốt của Đinh Văn Phương. 86. Số được nâng lên 86 cho cầu thủ Lý Anh. Nhưng mà không đánh chinh, nhưng mà 600 anh em xem đấy nhỉ? Anh em rất điểm. Đang hiện đang có một con trận ở chặng đường. Tình huống phá bóng của anh nhá. Thì anh để thua nhưng chặng hai này đang nhận 2 điểm. Một tốt. Một tốt. Bảy tám. Các bạn có thể thấy rằng một cây thủ hai. Một đội bóng đã đứng thứ ba trong giải vô địch quốc gia 2022. Quyết tiến công của câu lạc bộ Hà Nội. Đã khoác cho mình màu áo của team dây sau bàn. Tôi lại. Bạn tình ra tên team này chính các bạn này. 3 hàng thủ. Của Đinh Văn Phương. Số đang nâng lên 97 cầu thủ Lý Anh. 97 cho Mỹ Anh. Cầu thủ thứ hai thì cầu thủ Lý Anh đang thi đấu xuất sắc nhất bên phía của chúng ta. Thi đấu ấn tượng hơn. Thi đấu của trận đầu tiên. Và đang thi đấu trong màu áo của chúng ta. Một chủ công một bế truyền đã khoác cho mình màu áo của câu lạc bộ thứ hai bên phía cầu thủ dây sau vào. Tỷ số được gắn 1-8-9. Và cả đến trong thi đấu vừa rồi, Đức Hoàng đã chọn đúng vị trí. Nhưng đường bóng đi quá nhanh và lực bóng tốt đã làm cho Đức Hoàng thất bại. 8-9 dây số hiện tại bên phía của tỷ sau bàn. Bóng tốt rồi. Tại đây, Tiến Tôn Văn Phương. Bóng tốt của Đức Hoàng được ạ. Điểm số được nâng lên 18 cầu thủ Mỹ Anh. Đời này thở cùng thôi cũng đã đau rồi. Đinh Văn Phương, Mạnh Cường, Võ Thái Sang đang là ba cầu chơi để giúp cho team Mỹ Anh có được lợi thế về điểm số. Hải cao nha. Rồi. Một tốt của đại đội anh Bùi Văn Cường. Rất kỳ lực đột phá đội bóng sức mạnh của Bùi Văn Cường. Tỷ số được rút ngắn là còn 9 người. Trong trận đấu hoặc có thể thì ngay sau trận đấu này thì em sẽ liên hệ với những gì để chậm dây với bạn cho mọi người. Rất khó để cho bên phía của Mỹ Anh sẽ có thể theo hướng dẫn và tất cả nó muốn tấn công. Bóng ngoài sân và điểm số được san bằng là 10 đều. Mười đều rồi. Không cao của trận nào. Đinh Văn Phương. Libero của giày sang vàng là phát hiểm của Từ Sơn Bắc Ninh. Rất nổi tiếng ở vị trí này ở các đội hình rồi. Vừa cơm. Và xử lý tinh quái của Vừa Cơm. Em một ta xử lý tốt của Vừa Cơm. Phải nói được rằng là xử lý vừa rồi thì Cường cũng đã phải trải nghiệm rất nhiều những giải đấu chất lượng. Và để có được những pha xử lý đầy độc đoái và giàn đời như đó. 11 tèo dành cho các đội trai của tình này. Thì đó của tin sao bạn. Rồi được pha bóng chưa qua lưới của Bùi Văn Cường. Điểm số được đưa lên 12-11 cho cầu thủ Mỹ Anh. Bây giờ cuộc đấu bóng là Đinh Văn Cường. Quá tốt của sau đó thì có cầu thủ sau bàn và của chị Anh rất hay. Số được thắng bằng là 12 đều. Một quá hay của Đức Hoàng. Tuyệt đối thành công. Ngoài sân, số được san bằng là 10. 13-12 và như vậy lần đầu tiên điểm số được nâng lên 13-12 cầu thủ dây sau vàng. Và bây giờ thì lần đầu tiên các chàng trai của tinh sao vàng họ đang vươn lên dẫn trước ở trong việc kiểm tra. Bốn quả mà, bốn quả nó khởi động bên kia rồi, đánh phẩm.
Vâng, mẹ cảm ơn 100 tình cảm của mọi người dành cho mẹ nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mẹ thì tiếp tục cổ vũ động viên cho mẹ và anh em công tác truyền thông nha. Rồi, đánh pha bóng chưa qua lưới của số 1. Đó là thầy giáo Ánh bên phía cầu thủ dài sau vàng. Hơi quá tay. Điểm số được sang bóng là 13 đều. 13 đều. 13 đều dành cho tình anh. Bước 1. Đó là thầy giáo Ánh bên phía cầu thủ dài sau vàng. 14-13 cho sau vàng. Xuống việc 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 xuống trước tuổi đối với lại những chàng trai bên phía của nhà bạn người yếu đèo rồi bước một rất tốt sau khi bước rất cơ đó là Bùi Cường đó là tình huống như đã chia sẻ. Bùi Cường ở thời điểm hiện tại là rất ghê 15-14 dành cho bên phía của nhà bạn cùng với quản lý vô địch giải Lãng Không rất thuyết phục được ba sao tuyển quốc gia và anh Văn Đức, Quốc Duy và Văn Thành. Cầu thủ rất hay của Đinh Việt Đô bên phía dây thao vang. Đây là Đinh Phương. Lần này thì phải thường trọng và rất tốt trước 15 đều. Thăng chắn bên phía dây thao vang. Số được sẵn bằng 15 đều. Đinh Việt Đô bên phía thao vang. Anh đang đi đôi giày thao vang trong đỏ. Tốt. 11 đô. Không được. Anh đã mang lại điểm số thứ 16 dành cho bên phía của sao vàng. 16 đều dành cho bên phía của team sao vàng. Tốt, Đinh Việt Phương. Rất mạnh mẽ và uy lực. Tên quả đó Phương Liêu Đạn. 17-16. Một vận động viên nào đứng đúng vị trí đó. Thi đấu 3 chẹp thắng 2 mọi người ạ. Bóng tấn công tốt của sân này. Rất đẹp. Vào đầu. Đúng vào đầu của hàng chắn lên với anh. 17 đều. Rất hay và xử lý rất tốt của Đinh Văn Phương. 18-17 cầu thủ Mỹ Anh. Rất nhiều áp lực. Cường đang thi đấu rất hay. 18-17 dành cho bên phía của Mỹ Anh. không thể làm lưới cao. Và bóng tốt của Đinh Văn Phương. Bóng số được nâng lên là 20-19. Còn Đinh Văn Phương, chàng trai trẻ sinh năm 2002. Hiện nay vẫn đang đọc toàn thân.
Vâng, chị em phụ nữ ở tại là đội tuyển U20 các bạn đúng là muốn là luôn luôn như vậy. Ba ba đây. Tiếp theo là đối thủ Mỹ Anh, điểm số lên là 21-19 và cái điểm của Đinh Văn Phương. Và bây giờ thì chúng ta rất khán giả ở đây, các bạn có thể cho một tràng pháo tay luôn ạ, các bạn có thể rất chó được không ạ? Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hồng Tôn và Trọng Nghĩa, Hồng Tôn sắp tỏ đúng không? Tiếp tục là Đinh Văn Phương. Đinh Văn Phương đã đưa bóng ra ngoài sân. Có thể thấy được rằng những chàng trai bên dưới của Mỹ Anh họ đang có được một tỷ thế. Tỷ số được dừng lại còn 20-21, cầu thủ dài sau vào. Bắt chạy chưa? Đang hứng lực ở trong trận đấu ở hiệp đấu thứ hai này. Khoảng cách chỉ là 1 điểm thôi. Đội bóng tốt của Trọng Nghĩa 3-2 hàng sau. Bóng thủ tốt của Đinh Văn Phương. Như vậy điểm số được san bằng là 21 đều. Mình Chiến đã để cho tay trọng vào lưới và tỷ số bây giờ đã 21 đều. Cảm ơn tất cả quý khán giả đã dành những tràng pháo tay để cổ vũ cho cả hai đội bóng. Rất đẹp mà cản bóng rất uy lực của Đinh Văn Phương. 22-21 cầu thủ Mỹ Anh Hà Tĩnh. Đinh năm 2002, năm nay anh vừa tròn 20 tuổi rồi. Đinh Phương sinh năm 2002, tương lai đang đòi gọi với anh. Sinh năm 2002, cầu thủ đang còn rất trẻ, vẫn còn rất nỗ lực. Tiếp tục đồng hóa cường. Không được. Cầu thủ của cầu thủ Mỹ Anh, điểm số được san bằng 2-2 đều. Hay yếu. Dù là hàng trước hay là hàng sau, nó đều là mang cái hiệu quả lên tới 100%. Chứ những tình huống anh phát bóng là rồi. Có, nó về nhưng mà... 22 đều rồi. 22 đều ở trong tình huống này. Tuấn Ái. Qua bài. Ôi, vui cướp, không phải, đó là phản công hết, chưa thành công. Còn phản công. Bây giờ chưa thành công, không qua, phản công. Bóng tốt của chủ công Nguyễn Tiến đi anh. Vâng, ở trong hiệp thứ hai này tôi nếu không nhầm thì Mỹ Anh đã ghi rất nhiều điểm số cho cầu thủ Mỹ Anh. 23 điểm số dành cho chàng trai bên phía của Mỹ Anh. Anh đang trọng rời hết thở bầu ở Đinh Văn Phương. Anh Anh cũng còn tốt rồi. Và bóng tốt của Bùi Văn Phương, điểm số được san bằng 23 đều. 23 đều. Điểm số này là bên này. Hàn đấu như là đơn công chứ. Đúng là mạnh hay là nhẹ. Không phải là phát bóng thì cửa của cả đều tương đối trong trọng. 23 này. Và cơ hội có tiền bòi đang dành cho bên phía của Kinh Anh cho là người số 1. Và tổ chức phản công. Và sự tích cực tiêu cơ hội thì Lý Anh đã phá xử lý chưa tốt. Số đường lên 24-23 và tổ chức phản công. Bây giờ thì là mang phôi rồi. Mang phôi đang phục vào trên trang trò dành cho vào. Kéo thêm người thoải mái. Đúng một tốt của Đúng Hoàng. Như vậy là đã có điểm 25 cầu thủ dài sau vàng rất đáng thuật của đội tuyển Mỹ Anh. Điểm số vẫn chưa là vẫn còn đã nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trận đấu tiếp theo.